Rồi dây số trúng đâu, đưa đây rồi. Tao coi thử đưa dò cho đưa quý vị khán giả anh chị xem. Đâu đâu. Đâu mà hàng gửi mẹ gần đây mà mua trúng hay nghe. Thứ 3 ngày 4 tháng 4 năm 2023. Rồi 63 đâu đi lấy giấy dò coi thử. Đâu đâu. Đâu. Rồi thứ 3 ngày 4 tháng 4. Rồi đắt lát nha quý vị anh chị. Rồi đây để 63 nè. Đó. À đây thứ ba rồi anh chị, thứ ba ngày 4 tháng 4 à, ngày 4 tháng 4 à, rồi là 63 rồi hai tờ rồi đầu ngay nhau thấy đầu dây số coi ở phía sau phía trước không có rách rời, không có bị rách ghim, không có bị là có nghĩa nguyên hình nguyên khổ còn nguyên đầy đủ. Đó, không có bị rách chỗ nào hết, đầu dây chung tiền cho ta thôi, số rồi cũng đầy đủ. Đầu trong tiền cho chạy thử. Rồi ngon quá, tiền tư ngon lành thành đồ. Rồi chị chúc chị may mắn lần sau nha. Rồi thì hôm nay quý vị anh chị cô bác em mới vừa đậu cho cũng là đứa em đó ở gần đây đó. Chị trúng là 63 đó, 63 nha anh chị cô bác. Đó là hai tờ vừa chung tiền tư rồi thì ngon lành thành đồ. Ừ, đát lát thôi qua mấy bữa nay không có bận, qua này không có quay dây số đưa lên luôn này, bữa nào bón cũng không đưa lên luôn này, bữa nào bón cũng đâu đưa lên đâu, rồi tối cũng không quay nó vô bận quá. Em bận sửa cái xe nha anh chị, ra đây là không mấy bữa nay không có quay đưa lên anh chị cô bó xăm cổ nha, có gì ai trúng thì em đưa lên rồi để em rảnh em đưa lên cho anh chị cô bác mình online. Anh chị cô bác có gì cái bọn Zalo số tài khoản và số điện thoại là 0968 634712, số Zalo của em, số điện thoại, rồi anh chị mình mua ủng hộ em nha anh chị. Đó thì hôm nay em vừa chung với số cho khách hàng xong đó, thì đưa em ở gần đây cũng trúng hai tờ. Đó, gần ăn ta mua ủng hộ được trúng hoài anh chị, trúng hai gia tốn đó là nhiều, đa số gia tốn là nhiều, còn trúng lớn người ta đi đâu ta, em nhiều khi em nhớ hai số thôi, chứ nhiều khi công việc nhiều quá cũng không có tấu quay rồi cũng không có kiểm lại là ai trúng nữa. Đó, bón tà nào nhiều khi cũng không có để ý lắm đó, chỉ biết hai số rồi là nhớ thôi, còn nhiều số không nhớ nha anh chị. Trúng thì lãnh sao hết nay anh chị, nhiều anh chị bình luận show mà thấy quay trúng hai số là không 100.000 không, tại vì do nhiều khi số lớn ta đi dưa đại lý ta lớn rồi, có khi ta đông thế ta biết chừng, còn mình cũng không có nhiều tiền để chung giá lớn bao giờ, đặc biệt mà nếu người ta muốn thì mình điện đại lý lên chung thôi nha anh chị, ta tính thế rồi, còn bình thường là 100.000 rồi mấy cái giải nhỏ nhỏ là dưới 1 triệu là ít là đông thế nha anh chị, 1 triệu 2 triệu gì đó là không có đông thế, rồi đi 3 triệu hình như cũng không đông thế luôn nha anh chị. À, cái giải mà 1 triệu nè, 3 triệu nè, 10-15 triệu là có thể đăng thế nha anh chị. Thì em nghĩ vậy nha, chứ từ giờ em chưa có lãnh giải lớn, giờ em cũng chưa có hỏi cái vấn đề đó. Thì lúc nào ai trúng thì mình có hỏi thôi, chứ còn thường thường là trúng 1 triệu cho lại. Đó thì thấy không có đông thế vậy nha anh chị, 1 triệu 400 thì chứ không có đông thế đâu. Rồi nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều đã yêu mến và ủng hộ kênh bốn với số kiếm gỗ miền Trung của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị khán giả những cái video sau. À, xin chào và hẹn gặp lại. Đây, bà chủ ơi, chầu không dọa xíu đi. Bà chủ đại lý bán số chiếm lòng này được. Rồi xin chào quý vị khán giả.